Mùa thu về đây, mưa phùn bay ướt vai em người. Mùa thu về đây, riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu Paris, có ai đi trong nắng vàng? Vòng tay mênh mang, bước chân nghe đã buồn hoang. Vườn xưa còn đây, sao bờ vai nhớ thương vơi đầy. Người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên, có ai đón đưa lối về? Thoáng nghe tiếng mưa nào nề, ngày chợt rơi lẻ. Nào ai biết, nào ai biết, nào ai biết, biến đợi chờ một đời. Người yêu hỡi, người yêu hỡi, người yêu hỡi, quá xa rồi một thời. Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nụ cười buồn ngày nào. Quá xót xa mơ mất một mình ta. Các bạn vừa mới nghe cái bài hát Một cõi tình phai trong cái đĩa nhạc Cùng tên của ca sĩ Phương Anh, sáng tác Ngô Thụy Miên và được Autospace sản xuất và phát hành. Tôi đã từng được nghe cái bài hát này ở ngoài live, và hôm nay bộ già này thể hiện cái bài hát này rất là trung thực và đúng với tinh thần của bài hát mà tôi đã nghe ở ngoài trực tiếp. Bộ dàn hai em chúng ta sử dụng đó là đầu tiên đôi loa Gelatin Bruro Evo, và hệ thống âm ly chúng tôi sử dụng ngày hôm nay đó là bộ dề PAL CH Precision, gồm có L1 và cục PAL M1.1. Cục PAL này ra được 600W trên 4 ohm, đủ khả năng để khai thác tốt cái đôi loa Bruro Evo này. Và cái đầu phát chúng ta đang sử dụng đó là hãng Nagra. Đây là cái đầu CDC. Và hệ thống dây dẫn cũng như là lọc điện chúng tôi sử dụng hãng Ansut đến từ Đan Mạch. Và cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó là đôi loa Gelatin Bruro Evo này. Các bạn nhìn qua cái hình thức bên ngoài của đôi loa Gelatin Bruro Evo này thì đôi loa này được hãng setup là 4 màu, gồm có một màu đen, màu trắng, sơn mài piano, và hai cái màu đặc biệt mà khách hàng phải đặt và tự lựa chọn đó là một cái màu kim loại, và cái màu của chúng tôi đang đứng đây đó chính là cái màu nâu ngọc. Cái lớp vỏ bên ngoài này rất là bóng, họ làm từ cái chất liệu đó là oxit kim loại cộng với mica. Và khi mà cái ánh sáng nó phát vào thì nó tạo lên một cái màu giống như kiểu là màu ngọc trai, giống như vậy. Và sau 6 năm thì thực sự là rằng với dòng Classic thì dòng Evo này thì hãng cũng đã sẽ cải tiến hình thức bên ngoài khá là nhiều. Với dòng Classic thì chúng ta sẽ cái đường mà đường được cắt, thì với Evo, Bruro Evo này thì họ chúng tôi ta nhìn thấy rằng có 12 cái đường cắt xung quanh cái loa này, và nó mô phỏng một cái viên kim cương ấy, tạo ra cái hình thức bên ngoài rất là đặc biệt và thực sự là đẹp. Và với cái màu nâu ngọc này thì chúng ta bày vào trong ngôi nhà, đây là một cái màu rất là trung tính và nhã, và bày vào trong cái phòng chúng ta rất là đẹp và nó không bị quá là nặng màu đó. Và với 12 cái màu này thì chúng ta thấy 12 cái góc cạnh này thì nó ngoài cái việc hình thức ra thì nó còn có tác dụng với âm thanh rất là lớn, đó là nó chống lại cái sự va đập của các cái sóng phản xạ vào cái loa này, và đôi loa này trở nên trung thực hơn rất là nhiều. Và tiếp theo tôi muốn nói đến đó là cái hình thức đằng trước. Chúng ta nhìn thấy rằng đôi loa này có 4 cái loa con, một cái loa chép và một cái loa chung. Loa chung này 18cm và hai cái loa bát có đường kính 28cm. Để giảm giá thành cho cái dòng Bruro Evo này thì hãng đặt một loa chép của hãng khác. Và còn loa chung và loa bát thì vẫn là của Gelatin. Thì cái điều đặc biệt nhất của cái loa của cái hãng Gelatin nói chung chính là đó là câu chuyện về màng loa. Họ đã thiết kế ra những cái màng loa có giải tần rất là rộng. Nó có thể đáp ứng được tần số từ 100 Hz cho đến 8000 Hz. Và cái giải tần số như này ấy thì họ không phải sử dụng phân tần, mà không phải sử dụng phân tần thì nó dẫn đến hai cái câu chuyện, đó là một đó là về mặt tốc độ thì âm thanh rất là nhanh, và thứ hai nó không bị đi qua tụ này thì âm thanh nó khá là trung thực. Và cái một cái khái niệm nữa mà tôi có
khi xem Sheraton cũng như đọc Sheraton tôi mới hiểu được rằng là có một khái niệm đó là về độ cộng hưởng màng loa. Cộng hưởng tức là những cái màng loa chất liệu không tốt thì chính cái màng loa này sẽ cộng hưởng ra những âm thanh sai đó. Và cái màng loa Sheraton thì các bạn sẽ thấy rằng nó có một cái điều đặc biệt nữa, đó là ở cái nón loa này của họ thì không có cái dom nổi lên để nó sâu vào trong như này. Và cái chất liệu của cái màng loa của CD Evo này ấy, thì tôi thấy rằng là về mặt công bố thì họ hãng thì chưa công bố cái chất liệu gì cả, nhưng chúng ta nhìn thấy đây là nó là một cái chất liệu như là nhựa, và trên này có những cái lớp sần rất là đều nhau đó. Đây chính là những cái công nghệ đặc biệt nhất mà để tạo ra cái chất âm thanh rất rất là trung thực của hãng Sheraton. Và một điều nữa mà tôi muốn nói đến đó là cái bộ chân của hãng rất đặc biệt, được mạ một cái lớp xung quanh viền này, được mạ một cái lớp, được nó có một cái bệ rất là chắc chắn bằng thép và đó rất là bóng này. Và đặc biệt họ có cung cấp thêm 8 cái chân chống rung, và tôi chưa từng nhìn thấy một cái loại chân chống rung nào như thế này. Xung quanh này là một cái miếng vành thép và trong này là một cái vành bi có thể xoay được, cái xoay được như này. Và khi tôi có thử cái âm thanh này, cái chân này thì thực sự là rất khác biệt. Một cái âm thanh đang thiếu độ động và hơi mờ thì khi cho cái chân này lên thì thực sự rất là nét. Đây là một cái chân mà tôi chưa từng nhìn thấy cái công nghệ này bao giờ. Và đằng sau cái loa này bạn thấy một cái lỗ thông hơi hình thang đấy, và có các cái lưới sắt để bảo vệ. Và ở dưới này bạn thấy rằng là một cái toàn bộ cái loa này được khắc chìm hết vào trong các cái chữ này, được khắc chìm ở đằng sau, gồm có chữ Sheraton đây và logo by Brozut, đó là chính là cái dòng họ nhà Sheraton, chuyên làm Sheraton. Và đây là thương hiệu là Bruro Evo, và đây là chính là cái serial number của cái loa này. Dưới đây là ghi là handmade Germany đó. Và đây cái cầu loa gồm có hai cầu loa rất to, đây là cầu âm và đây là cầu dương. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cái phần chia sẻ của tôi. Nếu bạn thấy thích video này thì có thể like và subscribe kênh YouTube của Komodo để đón xem những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.